sáng mùng 5 tháng 1 phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Chính phủ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 trong bối cảnh thế giới và trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Chính phủ, các địa phương và toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 1,84%, GDP tăng 2,58%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 22,6%, đạt 668,5 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Năm 2022, Chính phủ sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 6 đến 6,5%. Ngày 4 tháng 1, lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam tổ chức một kỳ họp bất thường trên cơ sở đề nghị của Chính phủ để tiến hành xem xét thông qua một dự án luật, ba dự thảo nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết mà thực tiễn đang đặt ra, góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Những kết quả đạt được tại kỳ họp bất thường lần này sẽ góp phần rất quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội không chỉ trong năm 2022 mà cho cả nhiệm kỳ 5 năm tới. Quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã cho thấy tinh thần đổi mới, hành động quyết tâm chính trị rất lớn của Quốc hội khi đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. Sáng mùng 6 tháng 1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác an toàn giao thông. Năm qua, tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí, số vụ, số người thiệt mạng và số người bị thương. Trong số những trọng tâm năm nay, có nhiệm vụ hoàn thiện các quy định liên quan đến trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng đã dự lễ phát động năm an toàn giao thông 2022 và đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết. Chủ đề năm nay là xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 90% công dân trên cả nước đã được trả thẻ căn cước công dân. Dự kiến trong quý 1 này sẽ hoàn thành việc cấp căn cước công dân trên cả nước. Bộ Công an yêu cầu công an các cấp chủ động liên hệ với địa phương, ghi nhận các khó khăn, vướng mắc thông qua mạng xã hội để kịp thời tháo gỡ cho người dân. Ngày 6 tháng 1, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cũng đã chính thức khai trương phòng tổng đài hỗ trợ căn cước công dân và quản lý dân cư. Đó là tổng đài 1900-0368 tiếp nhận và giải đáp phản ánh của người dân, hoạt động từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần. Càng giáp Tết âm lịch, hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách lại càng được các địa phương tăng cường thực hiện. Đà Nẵng dự kiến hỗ trợ mỗi tổ dân phố 5 triệu đồng, mỗi thôn 10 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm người có công với cách mạng, những hộ dân thuộc diện nghèo, cận nghèo, yếu thế cũng sẽ được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thống kê đầy đủ để thành phố có quyết định hỗ trợ phù hợp. Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch mở rộng diện chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, gồm 10 hoạt động với mức hỗ trợ từ 400.000 đến 1 triệu 150.000 đồng, tổng kinh phí khoảng 900 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng dự kiến dành hơn 200 tỷ đồng để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Cùng với đó là nhiều hoạt động tình nguyện như tặng bánh chưng, nhu yếu phẩm, quà Tết của các tổ chức cá nhân, góp phần đảm bảo cho người dân đón Tết yên vui, đầm ấm với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau.